và tờ 500.000 đồng gặp nhau. Tờ 1.000 đồng hỏi: "Bấy lâu không gặp, cậu đi đâu vậy?" Tờ 500.000 trả lời: "Bình Toàn đi đến những chỗ sang trọng, xa hoa như là nhà hàng, khách sạn, vũ trường, quán bar, casino, nhiều lắm. Nhưng ở đó người ta chẳng coi mình ra cái gì cả. Kẻ thì quăng mình lên bàn với đầy mùi thức ăn và bia rượu nồng nặc. Kẻ thì dẫm mình dưới chân, người thì nhét mình vào chỗ kín. Thậm chí là khi họ tức giận, họ gây gổ, họ giày vò, xâu xé và quăng mình xuống đất một cách đau đớn, ê chề. Còn cậu thì sao?" Tờ 1.000 trả lời: "Mình thì không đến những nơi cao sang như cậu. Mình đi đến những vùng khó khăn nghèo khổ, những mảnh đời bất hạnh, những thùng công đức, những thùng từ thiện. Nhưng khi thấy mình, ai ai cũng đều vui mừng hết." Ủa, mẹ, có bà cụ 80 tuổi bán rau 30 năm, tích góp được 60 tỷ xây căn biệt thự to dã man ở quê. Vãi, 60 tỷ? Thôi tao mày về quê trồng rau đi. Bỏ việc về quê. Ừ, sợ cái thứ quê đi. Tại sao chúng mày không nghĩ đến việc lấy bài luôn? What? No! Chia tay đi. Ơ sao lại chia tay? Bởi vì anh không đẹp trai đúng không? Em không quan trọng là đẹp trai. Mà em có yêu mới rồi. Anh ấy thì có gì hơn anh? Bởi vì anh nghĩ là trai đẹp. What? Đó là cái khăn lau mặt. Tình yêu cái rẻ lau bàn, người ta sẽ chỉ vứt cái khăn lau mặt làm rẻ lau bàn, không ai lấy rẻ lau bàn lên để lau mặt. Ở nơi đâu sao mãi chẳng thấy trả nợ cho mình, mà bàn sao cứ lặng thinh, sắc thái ung dung yên bình, mình thì như trên đống lửa chờ bàn. Em chờ anh lắm, anh nhìn một cái có uống gì không? Uống rượu thì làm sao? Uống rượu thì anh bị thay rượu ấy anh à. Không biết quýt của ai mua đây. Ngay giờ, quýt ai mua đấy? Anh thử đi, ngọt lắm đấy. Ngọt à? Ai à? Hai người đang làm gì đấy? Ê, có quýt này, ngọt lắm đấy. Rất ngon đấy. Ừ, nhìn đây. Thấy chưa? Rất ngon đấy. Hai người nửa ai chứ? Mình mua mình lại còn không biết ngọt hay chua à? Mình mua mình lại còn không biết ngọt hay chua à?